Sắc bất dị không, không bất dị sắc. Sắc tức thị không, không tức thị sắc. Sắc là vật chất, không đó là linh hồn, là cái chân không. Chân không có thể biến thành vật, thành vật lý, vật lý có thể biến thành chân không. Chân không là cái nền tảng sanh ra sắc thân, cảm giác, tư tưởng, ý chí và kinh nghiệm kiến thức. Và kinh nghiệm kiến thức khi nó trở vô là nó có thành chân không. Tức là khi mà cái lượng sống mà nó im bặt rồi nó chảy vô cái dòng nước linh hồn. Khi dòng nước linh hồn sao động thì nó thành ra sống. Và khi sống im bặt rồi nó chìm lại trong dòng nước linh hồn. Thì cái sống đó là sắc, dòng nước linh hồn là không. Thành ra nói sắc với không là một sai, mà nói là hai là trật. Thì mấy vị mấy bà mới thấy trong kinh Bát Nhã rất là độc đáo. Sắc bất dị không, không bất dị sắc. Sắc tức thị không, không tức thị sắc. Thì tôi đổi lại, sắc là sống, còn không là dòng nước linh hồn. Thì tôi nói là sống chẳng khác gì dòng nước linh hồn, dòng nước linh hồn chẳng khác gì sống. Phải không? Dòng nước linh hồn tức là sống, sống tức là dòng nước linh hồn. Thì mấy ông bà mới biết đó, mà mấy ông mấy bà tu trên sắc chứ không tu trên không. Còn Đức Phật, các bậc thánh nhân, người ta tu trên cái không, chứ người ta không tu trên cái sắc. Vì sắc khi nó nổi lên rồi, nó thành trụ hoại không. Nó có sắc vững, có thọ vững, có tưởng vững, có hành vững, rồi nó chìm vào thức vững hết. Nhưng mà cái dòng nước linh hồn thức vững vẫn còn hoài. Thì bây giờ chúng ta bắt đầu tu trên dòng nước linh hồn, chứ không tu theo sắc thọ tưởng hành thức nữa, mà tu theo cái nền tảng để sanh ra sắc thọ tưởng hành thức. Vì sắc thọ tưởng hành thức luôn luôn nương vào dòng nước linh hồn để phát hiện, phải không? Nhưng mà nếu không có dòng nước linh hồn là không có sắc thọ tưởng hành thức. Thành đã nói là một là sai, nói là hai là trật. Sắc thọ tưởng hành thức phải hoại, còn dòng nước linh hồn không bao giờ hoại. Thành đã hai cái, nói một là sai, nói hai là trật. Thành ra để ý rằng sự vật trong cuộc đời này thay đổi hoài. Còn cái thấy của linh hồn, của chân tâm mình, linh hồn cũng chưa phải chân tâm nha, nó chân vọng đấy, tiến tới nữa, nhưng mà thì giờ không có, tôi tạm nó thôi à, để tôi gạt cái gì đấy, chứ chưa phải đâu. Cái linh hồn là mặt trăng thứ nhất, còn cái chân tâm của mình đã sắc tức thì không là mặt trăng thiệt. Chúng ta có bốn cái mặt trăng, mặt trăng thứ, mặt trăng thiệt là A-la-hán mới đạt được, mặt trăng thứ nhất là quả thánh thứ ba mới đạt được, mặt trăng thứ hai là quả thánh thứ nhì mới đạt được, mặt trăng thứ ba là quả thánh thứ nhất. Tức là nhập lưu thấy được mặt trăng thứ ba, nhất vãng lai quả thánh thứ hai thấy được mặt trăng thứ hai, bất lai quả thánh thứ ba thấy mặt trăng thứ nhất là linh hồn đấy. Còn a la hán là thấy mặt trăng thiệt. Tôi lấy cái thí dụ ha, để cho mấy chị này rõ. Bây giờ đó, đây là cái bình thủy, tôi lấy cái gương lại tôi dọi vô cái bình thủy này, thì trong cái gương này có cái bình thủy, phải không? Giờ tôi hỏi vậy, cái bình thủy ngoài này với bình thủy trong gương là một hay là hai? Một hay là hai? Cái này nó khác với cái kia nha, cái linh hồn nó khác à, cái này là chân tâm với chân tâm á, chân tâm và chân vọng hòa hợp đây, không phải là sắc thân chân tâm à. Cái dòng nước linh hồn cái kia là một cái sanh diệt, cái bất sanh bất diệt đây, còn cái này là bất sanh bất diệt hết đấy. Bây giờ cái bình thủy đây, tôi lấy cái gương, cái kiến soi mặt đó tôi để đây, thì quý vị dòm ở trong cái gương này có cái bình thủy trong đó. Cái bình thủy này có giống bình thủy bên ngoài không? Giống hoàn toàn không? Vậy thì cái bình thủy bên ngoài, bình thủy trong gương là một hay là hai? Nếu một ha, nếu một thì tôi uống nước trong bình thủy này, quý vị uống nước trong bình thủy trong gương. Chịu không? Quý vị nói là một. Một thì tôi bình thủy này tôi uống nước đây, quý vị lấy cái bình thủy trong gương để uống, bởi vì nó là một. Chịu không? Trả lời vậy mà trả lời cho được ấy. Rồi bây giờ tôi thí dụ tiếp nữa. Bây giờ tôi lấy gương thứ hai, tôi gọi vô cái gương thứ nhất, tôi không gọi cái bình thủy này, tôi gọi vô cái gương, cái bình thủy thứ nhất này, thì trong cái gương thứ hai là có cái bình thủy nữa, phải không? Thì tôi hỏi bình thủy thứ hai này với bình thủy nhất, cái bình thủy thiệt này nó khác nhau làm sao? Một hay là ba?
Thôi để quý vị biết ha. Rồi bây giờ tôi lý lắc nữa, tôi lấy thêm cái gương nữa, tôi dọi vô cái bình thủy thứ hai. Thì trong cái gương thứ ba này lại có cái bình thủy nữa. Vì tôi hỏi bình thủy thứ, cái gương trong thứ ba này, bình thủy gương trong thứ nhất, cái thứ nhất, thứ nhì, thứ nhất với bình thủy thiệt này là 1 hay là 4? 1 hay 4? Thì bình thủy thứ tư, cái gương thứ ba này đó là nhập lưu, còn cái gương thứ nhì đó là nhất giảng lai thánh thứ hai, còn cái gương thứ nhất này là bất lai, còn bình thủy thiệt này đó là a la hán. Mà nói khác nhau là không được, mà nói giống nhau là sai. Nó cũng một cái thôi, nhưng một cái thứ nhất này nó mờ, cái thứ nhì mờ hơn nữa, cái thứ ba mờ hơn nữa, mờ chứ không có khác. Chúng ta tìm cái đường này xuống cấp. Xuống cấp tức là càng lâu năm chừng nào nó càng xuống, mà cũng cái một đó thôi mà nó càng mờ mờ đi. Mà chừng nào nó thật sáng hoàn toàn đó, cái mờ này chức là cái chủng tử kinh nghiệm kiến thức nó nằm trong đó là kêu mờ. Thôi bây giờ vậy thôi ha. Bây giờ chúng ta trở lại, giờ nhớ ha, cái này tôi không giảng sâu, giảng sâu là ít nhất cũng là 4 tiếng đồng hồ. Hay là nếu muốn hiểu là phải gặp tôi chừng 20-30 lần. Cái này là qua sâu đó, qua nhập lưu nhất chẳng lai bất lai là án. Giờ tôi nói cái đại khái thôi để quý vị thấy cái đạo Phật với đạo trời nó khác nhau. Đạo Phật với đạo trời khác nhau. Thì quý vị tu cái này, quý vị sẽ qua trung phẩm, tức là phương tiện hữu dư tịnh độ. Còn quý vị tu trên vấn đề mà sắc thọ tưởng hành thức, quý vị sẽ ở cõi phàm thánh đồng cư, tức là hạ phẩm. Hiểu kịp không? Rồi trên đỉnh đầu còn nóng đó là qua trung phẩm đây. Cái trán này còn nóng, cái mặt còn nóng, cái ngực còn nóng là hạ phẩm đây.